Thiền, thiền căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Điều thiện, việc thiện được con người tích lũy bằng những hành động nhỏ nhất, mang lại lợi ích cho xã hội. Quang Lĩnh gửi tặng đến quý vị và các bạn một chữ thiện. Khi con người hành thiện là tạo cho mình được cái đức tính tốt, tích lũy được nguồn sống, mang lại niềm vui cho tâm hồn, giúp ích cho xã hội.